hôm nay đoàn của chúng tôi lại vừa tạm biệt khách sạn mình ở lưu trú rồi ra trên đường ra sân bay đây để về lại nơi cố hương. Ngày mai lại tiếp tục công việc hàng ngày, lại chiến đấu.
ở biển đâu. Sang đây này, đúng ngồi đây mà hay không? Chúng ta bãi đậu xe mới là okay. Rồi đi bộ lang thang trong thành phố Miami. Rồi gửi hành lý ở trong trong khách sạn bây giờ. 4 giờ chiều nó cho nhận phòng nhé. Thì bây giờ phải đi ăn, người ta đói quá rồi này. Đấy các bạn thấy không? Bên khách sạn mình ở đây, nó gọi là khách sạn gì quên mẹ rồi. Lobu. Nhìn sang là du thuyền. À, thấy không? Quả thấy đẹp không? Dãy du thuyền. Đấy, ngày xưa mình chỉ biết Miami ở trên phim ảnh thôi. Hôm nay mình trực tiếp đến tận nơi. Mục sở thị. Đó, du thuyền thấy các bạn thấy không? Đẹp cực kỳ. In 800 feet, turn right onto West 41st Street Arthur Godfrey Road. Oh, bạn du thuyền. Chỉ cái du thuyền mẹ bay tè ra quần đẹp thế. West 41st Street Arthur Godfrey Road. Đó. In 800 feet, turn left onto Pine Tree Drive. Miami. Thành phố này là cách nước Cuba độ khoảng 50 km. Caribe. À ông anh. Những những em dân Việt Nam mình mê khí hậu này lắm. In 1000 feet, turn left toward Flamingo Drive.
đang đi bộ ở trung tâm của cái thành phố Miami vào Florida. Rất là nhiều cho nên công viên đẹp không? Miami này thì là nắng, ra ngoài đường rất là nắng nhưng mà vào cho bóng râm, nó thổi nó mát lạnh, buồn cười lắm. Đây mình nói chuyện vui là ngày xưa mình nghe đến Miami, Florida, bây giờ mình dạo bước trên thành phố Miami, đúng là cuộc đời nó cũng lắm điều thú vị. Bao giờ nghĩ đến là mình là lang thang ở trên nước Mỹ, gọi là sinh sống trên nước Mỹ đi, thì gọi là mình thành đây.